Nhớ quá. Nhớ rồi. Nhớ quá. Nhớ rồi nhưng mà ở một ngày nữa thì chị nhớ rồi, nhớ lắm luôn á. Tiếc một điều là có những cảnh quay mà do thời lượng quá dài phải bị cắt bớt. Cái dịch vụ trên tàu là có cái cảnh mà Kỳ với Trang được dạy làm gỏi cuốn á, nhưng mà cảnh đó do thời lượng quá dài nên phải bỏ đi. Ghê quá à. Em đã từng tham gia một cuộc thi nấu ăn rất là căng thẳng mà may mắn là em không bị loại, cũng vì cái chiêu này nè anh, là làm đồ ăn ăn không có được nhưng mà mình có cái công trang trí. Đây bán thịt chuối, đây bán thịt chuối. Trên đường đi thì mình Kỳ với Trang có ghé qua bên một quán ven đường, ở đây có bán cơm lam nè, bánh của chuối với lại cái gì? Bánh cho. À, bánh cho, mấy cái món này chưa bao giờ ăn lần nào hết. Cái ống tre này nè, nó có cái lớp lụa, nó bao cái cơm lại. À, có những nơi như là chùa Bái Đính nè, rồi nhà thờ đá, nhà thờ Phát Diệm. Và những cái thông tin và những cái chi tiết, những cái kiến trúc đó rất là nhiều mà Kỳ với Trang không có đủ thời lượng như điều kiện để cho các bạn thấy hết được. Có biết là đang đi trên cây cầu cổ lắm không? Biết chứ. Ngoài những cảnh quay ấn tượng, thú vị thì Kỳ với Trang cũng được ăn những cái món không kém phần ấn tượng. Tấu mèo nè. Salad ngũ quả hạt thông cùng với thịt cá hồi, cái lá đấy là méo méo. Ở Bắc mình gọi là mì chũ. Thì lợn Tết, thịt lợn Tết. Trước Tết mổ lợn này và ăn cả năm được. Chuối nó có màu tím tím, nhìn nó giống như là môn á ha. Đặc biệt là có cái món măng vầu á, Trang biết không? Ăn đi lỡ làm rồi. Ủa chú ơi, cái trứng này nó ướt ướt vậy hả chú? Còn được ăn một số cái loại lá cây rừng nữa. Tí ăn thì được ăn. Có mấy trái có mấy loại lá rồi mình nói là được ăn, nhưng mà có mấy cái bị ăn, giống như Trang thì thấy ha, thổi kẹt lá xong á là cái lá gì á tháng ngoài đường Trang cũng bóc bỏ vào miệng. Còn Kỳ cũng vậy, người ta hửi xong rồi mới nhai. Còn Kỳ, các bạn mấy ông Kỳ là lạ đời nha, nhai xong nhè ra xong lấy mũi hửi thôi, để xong Kỳ nhai tiếp, để nhai Kỳ lại, để Kỳ giải thích cho Trang nghe là tại vì á cái lá đó khi mà mình nhai ra nó sẽ ra chất bên trong á, lúc đó mình hửi nó mới chính xác được mùi gì. Chứ hẳn nó còn vỏ bọc lúc mà mình hửi đâu có biết được mùi gì đâu, phải nhai cho nó ra được cái mùi hửi. Không, nhưng mà cái đó nó đắng thiệt á. Ủa em ăn hoài cái lá không thấy đỡ khác gì hết? Anh ăn nhiều và nó sẽ đỡ khác. À là ăn rồi. Ăn hoài vậy hả? Ăn hết cây đây đi. Nút. Thôi nó chát quá vậy. Hai mốt đi rừng là phải đem theo hũ muối á Trang. Thôi nó chát quá vậy anh. Cây non này nó hơi chát chát vậy. Quá chát luôn. Ừ, thôi khó ăn quá thôi mình bỏ đi. Em thấy cũng đỡ khác rồi đó. Vâng. Mình đi tiếp nha. Kiếm cây nào đây, nó đỡ hơn. Đi xuống đây đi lấy cây. Ê nó hăng ra cái vị trà đó Trang. Nó chát chát rồi ăn vô xong rồi nước miếng, nước bọt ra mới đỡ khác á, đó là quy trình. Hồi lúc mà Kỳ đọc cái kịch bản á là Kỳ với Trang được ăn xôi chứng kiến. Ủa Kỳ nói, ủa được ăn xôi chứng kiến hay bị ăn xôi chứng kiến? Ủa chứng kiến ăn được hả? Cô cũng thích ăn món này lắm, mà không phải là bữa nào mình cũng được ăn đâu. Đến mùa của nó thì đi lấy thì mới có, chứ bình thường thì không đến mùa thì lại không có. Không nói xạo với mọi người. Thì không nhận. Thì không hả? Siêu ngon. Mấy nha cô? Đúng không? Siêu ngon. Siêu ngon. Em nói là siêu ngon, em thề cho mình luôn. Ngon. Còn cái món xá sùng của Quảng Ninh nữa chị rất là lạ mà ngon. Trong người của nó là cát á, khi mà đụng vô chỗ đó thì nó sẽ dồn cát lại khúc đó, nó sẽ bị cứng. Tự nhiên Trang đụng vô cái trời ơi, thấy nổi hết da gà lên luôn. Nó cứ nhủi vô tai mình á. Nhưng mà khi mà ăn nó là rất là ngon.
xá sùng tươi, nấu canh, nấu lá lốp á, ăn cũng ngon mà xá nó sùng dai, khô. Nó ngọt ngọt đúng không? Không, mà mỗi người đựng con cũng được. Đúng rồi. Được rồi. Nếu khô mực mà ngon bằng bột á, thì cái này ngon bằng ngàn. Ngon thơm. Không cần ướp gia vị gì hết. Nó ngọt, thịt nó ngọt. Ngon, ngon hơn khô mực rất là nhiều. Đánh vô cho bé nó coi nó chín chưa nè, thấy không? Đó. Chỗ quan trọng nhất là đánh đạn. Ôi. Rớt mất 60 ngàn rồi. Đừng em ơi, nhẹ tay thôi em ơi. Đó em. À, mình nhớ cái đoạn mình đi mua cơm lam trên đường đi rồi sáng tác vài ca cơm lam không? Mình có đúng vui luôn, thực sự lê kiếp đói bụng ha, ăn cơm lam, ăn bánh cho, bánh gì, bánh củ chuối hả? Ngồi xuống xe vào mua, vui bước xuống xe cơm lam, bánh cho cơm lam. Vội lượt nhanh cô ơi, bán con một bó cơm lam, bó cơm lam bao nhiêu? 120.000 ôi sao mắc thế? Bỗng nhiên một chiếc xe từ xa lao đến. Nào đến. Cô ơi, nó xuống nó cầm máy quay nè. Cô xuống hỏi cô ơi có cơm lam không? Tôi nói hết rồi, rồi bọn nó kêu tôi đi lấy về nè. Bánh cho bánh củ chuối nè. Xong rồi nó bu, tôi không hiểu nó là cái gì. Bánh củ chuối bao nhiêu một cái thì cô hết rồi. Thế làm sao cô đi kiếm người khác mà mua và đem tới. Và bây giờ thì con đi. Tại sao mày không trả tiền cho cô? Trời ơi, sao mất cắp quá. Dạng cảnh trăng. Ồ không, tôi không biết vì sao mà tụi nó cứ tới rồi lao vô hỏi tôi bánh trả tiền cho cô. Mau trả tiền cho cô. Cô đứng lại mau trả tiền cho cô. Em cô ơi lại chút cơm nữa chỉ sản xuất của ông sẽ bước xuống xe và lại trả tiền cho cô. Không sao đâu, không cần tiền cô đâu. Tại vì sản xuất của con rất là nhiều kia. Quay xong, bọn nó lên xe, bọn nó quay lại trả tiền cho tôi. Ôi giời mừng quá, vì là ngày chiều hôm nay cũng có một thứ để vô trong túi, không phải mất tiền. Thì ra là người tốt. Ôi mệt quá, thì ra là người tốt. Cảm ơn trời đất là hôm nay là ban được vài bữa cơm lam mà. Hết bài.